Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày 23 tháng 9 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, đầu tiên là tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp có khả năng mạnh lên thành bão số 6. Hồi 19 giờ đêm qua, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,9 độ vĩ bắc, 113,6 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh Khánh Hòa khoảng 500 km, cách bờ biển Bình Định khoảng 520 km, cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 700 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 đến cấp 7, tức là từ 40 đến 60 km/h giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6 giật cấp 8, khoảng 1.000 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong sáng ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 6. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão số 6 di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Đến 19 giờ ngày 23 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,9 độ vĩ bắc, 110,3 độ kinh đông, cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 270 km, cách bờ biển Quảng Nam khoảng 160 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km/h giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên biển đông trong 24 giờ tới, từ vĩ tuyến 11,5 đến 16,5 độ vĩ bắc, phía tây kinh tuyến 115 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 6, nên ở khu vực giữa biển đông có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Từ chiều nay, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị tới Bình Định, bao gồm các huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và Cù Lao Chàm, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Ở khu vực vùng biển từ Ninh Thuận tới Cà Mau, khu vực Nam biển Đông có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển này cần khẩn trương vào bờ, tìm nơi neo đậu an toàn. Trên đất liền thì cả ba miền Bắc, Trung, Nam mưa đều có xu hướng gia tăng, trong đó đáng lưu ý nhất là các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Từ tối và đêm nay, các tỉnh từ Quảng Trị tới Bình Định bắt đầu có gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 8. Từ hôm nay đến ngày 24 tháng 9, ở khu vực từ Hà Tĩnh tới Bình Định sẽ có mưa to đến rất to và dông, với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 tới 250 mm trên đợt. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có mưa to, có nơi mưa rất to. Sẽ có mưa lớn nên ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ, cùng với đó là nguy cơ rất cao về ngập úng, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi miền Trung cũng như các tỉnh Kon Tum và Gia Lai. Nhiệt độ trong ngày ở khu vực miền Trung giảm chỉ còn từ 29 đến 32 độ. Thậm chí ở Tây Nguyên, nhiệt độ trong khoảng từ 27 đến 29 độ. Ngoài ra, dự báo từ nay tới ngày giữa tháng 10 có khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Các tỉnh miền Trung có thể đón mưa lớn dồn dập trong tháng 10 và tháng 11. Vì vậy, ngay từ bây giờ, bà con miền Trung cần lên các phương án sẵn sàng ứng phó với bão và mưa lớn diễn ra khi bão số 6 đổ bộ. Cảnh báo mưa lớn cũng được đưa ra từ các tỉnh phía Nam do tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình. Do đó, trong hôm nay và cả Nam Bộ, Tây Nguyên đều có những nơi sẽ có mưa. Cục bộ có những tỉnh ở miền Đông sẽ có những điểm mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-70 mm, có nơi trên 90 mm trong vòng 24 giờ. Nền nhiệt trong ngày ở khu vực Nam Bộ duy trì trong khoảng từ 31-33 độ. Đối với các tỉnh miền Bắc trong ngày hôm nay, khối không khí biển tiếp tục lấn về phía Tây và đưa ẩm từ biển vào. Vì thế mà Bắc Bộ phổ biến là nhiều mây, khu vực Trung Du và Đồng Bằng thì có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to. Thời tiết mát mẻ ở Bắc Bộ với nền nhiệt trưa chiều dao động trong ngưỡng từ 28 đến 32 độ. Tại khu vực Tây Bắc Bộ, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 30 đến 32 độ.